chỉ là một bữa ăn vài triệu thôi, thì nếu nhỡ có ngày hôm nay tiêu quá lố một tí thì bữa sau mình ăn bớt lại. Ừ, nhưng việc con đi học thì lại khác. Không thể là tháng này con học ở trường quốc tế nhưng mà tháng sau bố mẹ hết tiền con lại về trường khác học được. À, mua hộp phấn. Không lẽ cũng phải hỏi xin ý kiến chồng là anh ơi, em có thể trích mấy trăm nghìn này đi ra để mua một cây son được không, đúng không? Yêu đương thì mình ăn cái gì cũng vui, mình như thế nào cũng được, nhưng mà khi bước vào hôn nhân rồi thì sẽ có những mối quan hệ, có những cái khoản mà mình không chi không được. Nếu mà mình cứ nhìn ra bên ngoài, mình nghĩ rằng là thế này đủ chưa thì không bao giờ biết đủ cả. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Tự do tài chính mùa 2 Smart Money. Và ngày hôm nay thì là tối thứ 6 và chúng ta lại cùng bàn luận về một câu chuyện không hề mới một chút nào. Thế nhưng mà chủ đề này thì luôn luôn nóng trong mỗi gia đình, đó là chuyện tài chính trong hôn nhân. Ai sẽ là người cầm quỹ và vợ chồng thì có nên có quỹ đen hay không? Ngày hôm nay thì Hải Vân rất là vui khi được trò chuyện cùng một diễn viên rất là xinh đẹp, rất là quen mặt với các khán giả của đài truyền hình Việt Nam, đó là diễn viên Đan Lê ạ. Xin chào Hải Vân và xin chào những khán giả của chương trình. Vâng ạ, câu đầu tiên thì em có lẽ là em sẽ hỏi nhanh một chút ạ. Đó là trong gia đình chị thì cái thu nhập của hai vợ chồng hiện nay đang cân bằng hay là ai đang có sự nhỉnh hơn ạ? Ở trong gia đình mình thì hai vợ chồng đều có vai trò như nhau trong việc đóng góp tài chính để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Vâng ạ, vậy thì theo chị, trong gia đình của chị thì ai sẽ là người giữ tay hòm chìa khóa, chị hay là chồng chị ạ? Thật ra thì Lê nghĩ là điều này cũng không quan trọng lắm đâu. Ở mỗi một gia đình, nếu như mà ai có khả năng làm việc gì đó tốt hơn thì người đó nên làm. Ví dụ như ở trong gia đình Lê thì Lê là người cẩn thận hơn, chỉn chu hơn trong việc quản lý tài chính. Nên là Lê sẽ là tay hòm chìa khóa, tức là người giữ tiền. Anh sẽ đi làm về sẽ có những cái khoản đóng góp cho gia đình để chăm sóc cho gia đình nhỏ, thì Lê sẽ là người giữ. Và sau đó thì việc chi tiêu thì có thể chi tiêu chia ra làm nhiều khoản khác nhau, trong đó có những chi tiêu hàng tháng hoặc là những cái chi tiêu cần phải có sự thỏa thuận bàn bạc của hai vợ chồng, thì lúc đó sẽ cùng đưa ra để bàn bạc. Thế có bao giờ chị có một cái mức nhất định cho anh nhà mình là phải một tháng phải đóng góp bao nhiêu vào quỹ đấy không ạ? Lê không có ngân sách cố định cho việc đóng góp, bởi vì Lê nghĩ rằng việc đóng góp vào kinh tế của gia đình thì là quyền lợi và nghĩa vụ chung của cả hai vợ chồng. Thế thì mình cũng có thể hiểu rằng là ở trong gia đình hai vợ chồng có lúc người này sẽ thu nhập tốt hơn, có lúc người kia sẽ làm ăn có thể tốt hơn, nên là tùy ở mỗi cái giai đoạn. Vâng ạ. Bây giờ nhớ lại thời hẹn hò ngày xưa một chút đi ạ. Ngày xưa thì khi mà trước khi lấy chồng ấy thì chị có một cái sự kỳ vọng về cái khoản tài chính của chồng mình như thế nào không? Và khi mà chị bước vào hôn nhân rồi thì những cái mà chị vẫn nghĩ từ trước đến nay là trong gia đình hai vợ chồng chia sẻ tài chính như vậy, nó có giống với thực tế mà chị đã trải qua trong hôn nhân không ạ? Mình là một người rất là độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Vì thế nên là mình cũng không bao giờ đặt ra một cái kỳ vọng hay là một cái mức độ nào đó để mà mình nghĩ rằng về sau anh ấy sẽ phải đóng góp một cái khoản chi phí như thế này vào trong kinh tế gia đình, hay là cái hạn mức nó là bao nhiêu. Tức là mình sẽ không có cái điều đó. Nhưng mà tuy nhiên trong cuộc sống gia đình thì nó không phải như là cuộc sống tình yêu đôi lứa, tức là ai biết việc của người đấy. Thì trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì mình sẽ phải cắt đặt chi tiêu làm sao để các cái khoản chi tiêu ở trong gia đình nó được cân đối. Ví dụ, ở trong gia đình thì sẽ có những khoản chi tiêu lớn cho việc mua nhà, ổn định cuộc sống, mua xe là phương tiện để mình sử dụng hàng ngày, rồi là những cái khoản chi phí lớn như là những khoản tích lũy về lâu về dài hoặc là những học phí cho con, thì đấy đều là những khoản chi phí lớn. Thế tuy nhiên thì hàng tháng chúng ta lại phải cắt riêng ra một khoản chi phí để chi tiêu cho sinh hoạt cuộc sống của gia đình. Ví dụ như là chợ búa, cơm nước, điện, gửi xe, phí dịch vụ nhà ở. Tức là rất là nhiều khoản chi tiêu. Nên là ở cái giai đoạn hôn nhân gia đình ấy, thì cái việc cắt đặt chi tiêu trong gia đình, ngoài cái việc hai vợ chồng cần phải thỏa thuận với nhau, thì mình cũng cần phải biết được rằng tổng cái nguồn thu nhập hàng tháng nó là bao nhiêu. Vậy thì bây giờ trong cái tổng cái số thu nhập của gia đình nhà chị ấy, thì chị sẽ chia bao nhiêu phần cho chi tiêu hàng tháng này, bao nhiêu phần cho tiết kiệm và bao nhiêu phần cho đầu tư ạ? Cái này cũng rất là tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi gia đình và chúng ta không thể đưa ra một cái mẫu số chung được. Ví dụ như có những gia đình họ kiếm được rất là nhiều tiền chẳng hạn, thì có thể là ở cái giai đoạn đó cái mức chi tiêu cố định hàng tháng nó chỉ là 30%, 40% của họ thôi. Thế còn cái tích lũy của họ, họ hoàn toàn có thể để tận 50% mà họ vẫn đảm bảo được những cái sinh hoạt sống hàng ngày. Thế còn với những cái gia đình thu nhập thấp hơn chẳng hạn,
bản thân những cái chi tiêu của họ so với cái mức thu nhập chung của hai vợ chồng ấy nó đã chiếm đến 80% rồi, thì làm sao họ có thể tích lũy được nhiều, đúng không? Nên cái này không có một mẫu số chung cho tất cả các gia đình. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khác nhau, từng gia đình một, mỗi gia đình có một nhu cầu khác nhau. Thế nhưng mà theo chị, những cái chi phí nào trong gia đình cố định mà chúng ta không thể bỏ qua được ạ? Ví dụ như ở gia đình Lê thì Lê rất may mắn, đấy là hai vợ chồng cùng lớn lên ở Hà Nội và cùng làm việc ở đây, nên là bọn mình đỡ được một khoản chi phí. Nên là hiện tại thì hai vợ chồng không còn phải đi thuê nhà mà đã tự mua được ngôi nhà của riêng mình rồi. Xe cộ cũng như vậy, mình cũng đã có phương tiện để đi lại hàng ngày. Nên là với những cái chi tiêu cố định, mình sẽ bớt được một khoản khác với cả những cái cặp vợ chồng trẻ, đó là mọi người còn phải chi tiêu hàng tháng cho việc thuê nhà, thì hiện nay mình không còn phải chi cái khoản chi phí này nữa. Thì với như gia đình Lê thì sẽ có những cái chi phí cố định như là tiền điện này, tiền nước này, tiền phí dịch vụ của tòa nhà này, tiền chợ búa, cơm nước cho cả gia đình này, rồi tiền học của các con. Đấy đều là những cái khoản chi phí cố định mà không thể nào mà tách rời khỏi cuộc sống gia đình được. Những cái khoản chi phí đấy thường thường là những khoản chi phí mà mình sẽ phải có kế hoạch từ trước, đúng không ạ? Với chi tiêu hàng tháng thì mình chỉ cần trích những cái khoản chi phí cố định ở trong thu nhập của hai vợ chồng là có thể cân đối được rồi. Thế còn riêng với tiền học của hai con ấy, thì để muốn tiết kiệm một cái phần rất là nhỏ trong học phí của các con khi mà đóng đầy đủ tiền học của cả năm, thì mình sẽ phải có kế hoạch. Tức là ví dụ như mình biết là đến tháng 6 thì nhà trường sẽ thu học phí cả năm của các con, thì mình sẽ phải có cái phần dự phòng và chuẩn bị trước đó để mình có thể đóng được cái khoản tiền đấy cho cả năm học luôn, chứ không phải chia ra những cái tháng nhỏ, hoặc là ví dụ đóng một kỳ một thì cái học phí nó sẽ cao hơn. Em chưa bước vào hôn nhân nhưng mà em nghĩ rằng là thực ra khi mà trong cuộc sống hôn nhân gia đình ấy, nó sẽ rất là khác lúc yêu đương. Lúc yêu đương thì mình ăn cái gì cũng vui, mình như thế nào cũng được, nhưng mà khi bước vào hôn nhân rồi thì sẽ có những mối quan hệ, có những cái khoản mà mình không chi không được, đúng không ạ? Thì nên ví dụ như là tiền đấy ạ, tiền học cho con thì không thể con tháng này học tháng sau không học được, hoặc không thể là tháng này con học ở trường quốc tế nhưng mà tháng sau bố mẹ hết tiền con lại về trường khác học được, bởi vì nó sẽ có một sự xáo trộn trong gia đình. Rồi có những việc như là ma chay hiếu hỉ dỗ chạp, đúng không ạ? Không thể, mình sẽ không thể cắt được những khoản chi phí đấy. Theo chị thì ở trong gia đình chị ạ, thì ai sẽ là người đưa ra những quyết định đầu tư lớn, ví dụ như mua nhà, mua xe, hoặc là những khoản tiền ví dụ như trên 1 tỷ? Ở trong gia đình Lê thì với những quyết định lớn thì hai vợ chồng thường bàn bạc trao đổi với nhau, bởi vì nó lớn mà. Nếu như mà chỉ có một cái đầu nghĩ chưa chắc nó đã bằng hai cái đầu. Thế thì khi mà hai vợ chồng cùng phải đưa ra những cái quyết định lớn thì thường sẽ có trao đổi với nhau, rồi có thể hỏi cả ý kiến của những người khác nữa xem là mình có nên như thế không. Và thật ra ấy, thì Lê nghĩ rằng cái gì phù hợp với nhu cầu, với hoàn cảnh sống của mình ấy, thì nó cũng sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình lâu dài hơn. Ví dụ như Hải Vân vừa có chia sẻ chuyện là ngày hôm nay mình đang kiếm được nhiều tiền, mình cho con mình học trường quốc tế. Thế còn nhỡ đâu năm sau, tháng sau mình lại không kiếm được nhiều tiền như thế nữa thì con mình học ở đâu? Thế thì cái việc đó là hai vợ chồng cũng phải bàn bạc, cân nhắc với nhau dựa trên một cái kế hoạch lâu dài. Chuyện đó nó không thể là ngày 1, ngày 2 được. Ví dụ như chúng ta chi một khoản chi phí đi ăn nhà hàng chẳng hạn. Nếu như mà chỉ là một bữa ăn vài triệu thôi thì nếu nhỡ có ngày hôm nay tiêu quá lố một tí thì bữa sau mình ăn bớt lại. Ừ, nhưng việc con đi học thì lại khác. Các con không thể thay đổi môi trường học tập trong ngày 1, ngày 2 được, nên chúng ta phải có một cái suy tính lâu dài. Trước đây khi mà các bạn nhỏ của Lê bắt đầu bước chân vào cái ngưỡng cửa đi học của trường tiểu học ấy, thì hai vợ chồng cũng có cân nhắc với nhau rất là kỹ xem là liệu có nên cho con học trường quốc tế hay không. Thế thì sau khi hai vợ chồng suy nghĩ và cân nhắc là dù sao thì mình cũng vẫn chỉ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước thôi, nếu như mà mình cho con học ở những cái trường có học phí cao như vậy thì liệu bây giờ mình có, nhưng mà về lâu về dài mình có theo đuổi được cái việc đấy hay không, bởi vì cái việc học của các con ít nhất là nó sẽ phải kéo dài trong vòng 12 năm. Sau đấy các con có học giỏi hơn, các con có học ở những cái cấp bậc cao hơn không thì đấy lại là chuyện của tương lai. Nhưng mà ở hiện tại khi mà các con cần phải học qua cấp bậc phổ thông thì ít nhất đó là 12 năm. Và học phí thì mỗi một năm lại cứ càng tăng dần. Thế thì vì thế nên là khi mà hai vợ chồng suy nghĩ với nhau và là đồng ý là với các bạn đồng trang lứa với mình, hai vợ chồng mình cũng có quen rất là nhiều những gia đình con cái của họ được học ở những trường quốc tế có chất lượng giáo dục rất là tốt, cơ sở vật chất rất tốt, bản thân các cháu cũng phát triển toàn diện về rất là nhiều kỹ năng khác nhau, thì mình cũng rất là thấy thích thú và cũng mong ước là con mình sẽ được học ở những cái môi trường như thế. Nhưng mà sau khi mình cân nhắc lại, mình thấy rằng như thế thì sẽ hơi phải cố gắng với cả cái thu nhập của hai vợ chồng mình. Thế là mình quyết định là thôi, hai con mình sẽ không học ở trường quốc tế nữa mà sẽ chỉ học ở một môi trường mà phù hợp với cả tài chính của gia đình thôi.
Mà thực ra đôi khi không phải là gia đình nào cũng sinh không phải chỉ một đứa đúng chị, mà hai đứa. Đôi khi là cho đứa đầu nó học 12 năm xong rồi, xong lại đứa thứ hai mình phải đảm bảo làm sao là nó cũng học một cái hệ tương đương hoặc như nào đấy. Chứ nếu bây giờ một người anh học như thế này, một đúng người rồi, em học như này, đúng thì rồi. nó thì hai đứa nó sẽ khó, rất là khó để có sự Nhiều hòa khi hợp với là nhau, cũng có cái sự tị nại tị với nhau nại nữa. đó. Nên với những quyết định mang tính lâu dài, ví dụ như trường học, nhà ở, phương tiện đi lại sử dụng, thì hai vợ chồng nên cân nhắc để chọn một cái mức độ nào đấy ổn định và phù hợp với khả năng tài chính của mình. Có bao giờ hai vợ chồng chị có bao giờ bị mâu thuẫn khi mà cái sức khỏe tài chính nó không ổn định không? Lê nghĩ là chưa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bước vào một cuộc hôn nhân ấy, thì mình trước tiên, thay vì mình kỳ vọng vào cái người đối tác của mình, thay vì mình kỳ vọng vào người chồng hoặc người vợ của mình, thì mình phải đảm bảo cho cuộc sống của cá nhân mình đã. Thế còn chuyện sinh con cũng như vậy. Mình phải xác định được rằng là khi mình quyết định có em bé, khi mình quyết định gia đình mình có thêm một thành viên nữa, thì mình hãy hiểu rằng là nếu như chỉ có mình chăm sóc cho con của mình thôi, thì mình có đủ năng lực tài chính để mình làm việc đấy hay không? Cái sự đóng góp của người còn lại là sự hỗ trợ và làm gia tăng cái lợi thế cho mình, chứ không phải là mình bị phụ thuộc. Và khi đó thì mình sẽ có được cái sự vững vàng hơn ở trong cuộc sống. Khi nào mà chị cảm thấy rằng chị đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình và sinh con ạ? Khi mà cái mức độ tài chính của chị chuẩn bị được khoảng bao nhiêu phần trăm thì chị sẵn sàng ready cho cái việc đấy ạ? Cái này nó cũng rất là phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Có người thì chỉ cần ăn uống chi tiêu vừa đủ, cơm ăn 3 bữa, ngày bộ quần áo là được rồi, đúng không? Thế nhưng mà cũng có người cái nhu cầu của họ cao hơn. Ví dụ như là họ lại muốn rằng là một tuần đi ăn nhà hàng 2-3 lần, hoặc là chi tiêu sử dụng những đồ dùng xa xỉ như là quần áo hàng hiệu, giày túi xách hàng hiệu, hoặc là một năm phải đi du lịch mấy thành phố khác nhau, hoặc là vài nước khác nhau chẳng hạn. Nên cái nhu cầu này nó cũng rất là vô cùng. Nên là quay đi rồi cũng nói lại, thì Lê vẫn thấy rằng các cụ ngày xưa có cái nhận định là khéo gấp thì no, khéo co thì ấm, là rất phù hợp với mọi hoàn cảnh luôn. Vì nếu mà chúng ta biết được rằng cái mức thu nhập của chúng ta đến đâu, cái nhu cầu của chúng ta đến đâu, nó có chính đáng hay không, thì chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Còn nếu mà mình cứ nhìn ra bên ngoài, mình nghĩ rằng là thế này đủ chưa, thì không bao giờ biết đủ cả. Vậy thì chị quan niệm thế nào về về một cái câu nói của ông bà ta ngày xưa là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm? Thật ra thì với việc đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, thì đến thời điểm hiện tại nó không còn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại nữa rồi. Bởi vì ở xã hội hiện đại ngày nay ấy, phụ nữ cũng xây nhà và đàn ông cũng xây tổ ấm. Và đã là tổ ấm ấy, là nơi mà hai người đến với nhau, gắn bó với nhau, thì là nên cả hai cùng chung tay góp sức đấy để xây dựng và giữ gìn cái tổ ấm đó. Cũng giống như người phụ nữ, ngày nay người phụ nữ đã thay đổi và cấp tiến hơn rất là nhiều. Ngoài việc ở nhà chăm sóc gia đình thì người phụ nữ cũng ra ngoài kiếm tiền, đóng góp vào tài chính cho gia đình. Thì người đàn ông cũng vậy, người đàn ông ngoài cái việc là đi ra ngoài bươn chải kiếm tiền ra để xây nhà ra, thì người đàn ông cũng sẽ đóng góp chung sức để giúp cho vợ của mình, giúp cho gia đình của mình được ấm êm. Vâng ạ, chị Lê thì là một người có con rồi, em thì em có một cái cuộc trò chuyện với khá là nhiều những chị bạn của mình. Tức là các chị bảo là ôi dồi ôi, bây giờ kiểu chưa có gia đình ấy, mà lúc trẻ ấy, thì suốt ngày thích quần áo này, phấn son, giày dép, túi xách các thứ. Thế nhưng mà có con rồi sẽ không còn những cái điều yêu thích ấy đâu, mà chỉ mua cho con thôi. Chị quan điểm như nào về điều đấy ạ? Lê thì không quá cực đoan trong việc chi tiêu. Tức là mọi thành viên ở trong gia đình đều cần có những cái nhu cầu riêng. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy và con cái cũng như vậy. Nếu như mà mình quá cực đoan hoặc là quá thiên vị một cái vế nào đó thì nó có thể ở trong một giai đoạn nhất định. Nhưng nếu mà về lâu về dài thì những thành viên khác sẽ bị thiếu hụt. Ví dụ như ở trong nhà mình chẳng hạn, thì quỹ giáo dục là một trong những quỹ rất là quan trọng. Và giáo dục ở đây không chỉ là tiền học cho con đâu. Giáo dục ở đây là bố mẹ cũng có quyền đi học, bố mẹ cũng có quyền nâng cấp bản thân qua việc học. Và quỹ giáo dục của gia đình Lê là nó sẽ tương đương với khoảng 10% thu nhập của cả gia đình. Và trong cái quỹ giáo dục này thì nó không chỉ có việc là đến trường, đến lớp mới được tính là đi học. Việc mình đi ra ngoài, mình đi du lịch, mình đi khám phá một vùng đất mới, học hỏi những cái điều mới ở ngoài xã hội, thì đó cũng được coi như là một cái dịp để trải nghiệm. Quỹ hưởng thụ cũng như vậy. Quỹ hưởng thụ thì ở đây có rất là nhiều những cái hoạt động hưởng thụ khác nhau. Ví dụ như là giải trí, có thể đến rạp chiếu phim, đi nghe hòa nhạc, đi du lịch với cả gia đình cùng nhau.
Thế còn chồng thì có thể tập luyện thêm thể dục thể thao, vợ cũng có thể sử dụng cái quỹ giải trí này cho những cái nhu cầu cá nhân riêng. Thì mỗi người đều nên hãy tự nuôi dưỡng những cái sở thích và những cái niềm vui cho cá nhân mình để mình sẽ không bị rơi vào cái thái cực, thái quá. Vâng ạ, bây giờ một cái câu hỏi mà rất nhiều chị em phụ nữ cũng cũng khi mà hỏi cũng rất là bối rối, đấy là chị nghĩ sao nếu như bây giờ các thành viên trong gia đình sẽ có như chị với chồng chị đi, là sẽ có quỹ chung với nhau này. Thế nhưng mà chị nghĩ sao nếu như anh ấy có quỹ riêng hay quỹ đen ạ? Thế thì chúng mình phải phân tích thế nào là quỹ đen đã. Nếu như mà định nghĩa về quỹ đen được hiểu là một cái khoản thu nhập, một cái khoản chi phí mà người vợ hoặc người chồng giữ riêng cho mình và người kia không hề biết đến, tức là nó hoàn toàn bí mật, thì Lê nghĩ là không nên. Bởi vì nó cho thấy cái mức độ tin tưởng cũng như là thấu hiểu nhau của hai người đang ở cấp độ thấp. Khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta giữ một khoản tiền cho mình và chúng ta thấy yên tâm hơn, việc chúng ta giấu hoặc là chúng ta giữ một cái bí mật nào đó với vợ với chồng mà chúng ta cảm thấy điều đó khiến chúng ta an toàn hơn ấy, thì tức là mình chưa tin tưởng cái người kia lắm. Mình cảm thấy là nếu mà người kia biết cái bí mật đấy của mình thì nó sẽ không an toàn. Thế thì Lê không kỳ vọng một cái cuộc hôn nhân trong gia đình mà nó lại có cái mức độ tin tưởng thấp như vậy. Trong trường hợp nếu như mà cái quỹ đen đấy mà không phải là bí mật hoàn toàn, mà cái quỹ đấy để dành cho anh ấy có thể dành làm những cái thứ mà anh ấy thích chẳng hạn, mà chị biết, ví dụ như là có thể đi chơi thể thao này, hoặc là quỹ giao lưu bạn bè này, hoặc là quỹ có thể dành cho chị những cái điều bất ngờ như một cái dịp đặc biệt nào đấy, thì chị nghĩ sao? Nếu như là một cái quỹ mà để sử dụng cho cá nhân thì Lê nghĩ cái đấy rất là bình thường và ai cũng có cái nhu cầu đó cả. Và thật ra nếu như mà cả vợ lẫn chồng ấy có được cái quỹ cá nhân này ấy, thì sẽ bớt làm phiền người kia hơn. Ví dụ như ở rất nhiều gia đình tại Việt Nam thì thường người chồng sẽ đưa hết thu nhập của mình cho người vợ giữ, đúng không? Đúng rồi ạ. Thế và cứ hàng có người thì là hàng ngày, có người thì là hàng tuần và có người thì là hàng tháng, vợ sẽ phát tiền cho chồng để chồng đổ xăng xe này, rồi uống cà phê ăn sáng này, hay là làm những cái việc rất là nhỏ cá nhân của mình hàng ngày. Thì Lê thấy là cái điều đấy, thứ nhất là thêm việc cho người vợ, thứ hai là nó cũng phiền cho người chồng, bởi vì rõ ràng đấy là cái thu nhập mà mình kiếm ra rất là chính đáng, tại sao mình lại không được chi tiêu nó mà mình lại cứ phải ngửa tay xin tiền, đúng không? Thế thì Lê nghĩ rằng nếu như cái quỹ cá nhân này nó nằm ở trong cái giới hạn cho phép của mỗi một cái gia đình và nó khiến cho mỗi thành viên được tự do thoải mái hơn trong việc chi tiêu các cái nhu cầu cá nhân và không ảnh hưởng đến ai khác cả, không ảnh hưởng đến cái chung, không ảnh hưởng đến lợi ích chung, thì Lê nghĩ là nó nên. Bởi vì nếu như mà trong một khoản chi phí chẳng hạn, nếu hai vợ chồng tổng thu nhập là một tháng 20 triệu đi, nếu như mà người vợ và người chồng lại muốn là cái quỹ riêng của mình ấy nó rơi vào 10 triệu một tháng và mình cứ ăn tiêu tẹt ga trong cái chỗ đấy, thế còn cái chung của cả gia đình tức là cả bốn thành viên thì lại chỉ chi tiêu vỏn vẹn trong có vòng 10 triệu ấy thôi, bao gồm cả tiền nhà, tiền cửa, tiền trọ, tiền búa, tiền đi học của các con, thì rõ ràng là mất cân đối, đúng không nào? Đúng rồi. Nhưng nếu mà trong 20 triệu đó mà mỗi người lại chỉ có một cái khoản riêng một xíu thôi để phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân của mình rất là tự do thoải mái và cũng không làm phiền đến ai cả, thì Lê nghĩ cái chuyện đó nên mà. Em nghĩ là thoải mái trong khuôn khổ vẫn được, bởi vì chị em phụ nữ mình đôi khi cũng có những lúc đi cà phê và pháo hay là bất kỳ là một việc Hoặc gì là mà làm đẹp, đúng mua rồi. cây son, mua hộp phấn, không lẽ cũng phải hỏi xin ý kiến chồng là anh ơi, em có thể trích mấy trăm nghìn này đi ra để mua một cây son được không, đúng không? Nên nó cũng rất là phiền cho người chồng. Nên là Lê nghĩ rằng với những cái khoản chi tiêu mà nó không gây tổn hại cho cuộc sống của gia đình thì mỗi người đều hoàn toàn có quyền tự quyết. 20 phút rất là ngắn ngủi vừa rồi thì chúng ta cũng đã có được những cái quan điểm rất là thú vị và rất là chân thực từ chị Đan Lê về cách quản lý tiền trong gia đình của mình này, rồi cách giáo dục con, rồi quan điểm của chị như thế nào về việc nếu mà chồng có quỹ đen. Và Hải vẫn hy vọng rằng là mỗi gia đình thì sẽ đều có những cái thước đo riêng để có thể chuẩn bị đủ đầy về mặt tài chính cho gia đình của mình. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận rằng là sức khỏe tài chính sẽ là một yếu tố quan trọng để quyết định sức khỏe của cuộc hôn nhân đó. Hy vọng rằng quý vị đã có thêm được những cái tips rồi những kinh nghiệm, những góc nhìn khác nhau trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Đan Lê về những chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Smart Money. Cảm ơn Sunshine đã luôn đồng hành tài trợ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.